Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trong cái ngày hôm nay thì Su quyết định đi review một cái resort 4 sao để giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn ở xa khi có dịp về Việt Nam, hoặc cô chú anh chị và các bạn khi ghé về Phan Thiết thì cô chú anh chị và các bạn mình sẽ có một cái kênh để mình lựa chọn các resort để mình ở nghỉ dưỡng trong cái thời gian mình ở tại Phan Thiết, Bình Thuận á. Thì resort Seahawk thì nằm ở Mũi Né và có một cái hồ bơi ở ngoài trời rộng 480 m² và cô chú anh chị và các bạn thấy là diện tích ở đây là khá là rộng và rất là gần gũi với thiên nhiên. Và du khách khi đến đây thì mình thưởng thức các món ăn ngon tại hai nhà hàng trong khuôn viên này luôn, và sẽ được tắm hơi ở tại phòng xông hơi khô của trung tâm spa, hay là tập thể dục, tập gym ở trung tâm thể dục. Và trong khuôn viên thì mình có thể sử dụng xe đạp để mình di chuyển. Và cô chú anh chị và các bạn mình nhìn thấy là ở trong này họ trang trí các tông màu ấm và đồ gỗ nội thất rất là trang nhã. Nhà thì mái ngói. Và ở đây thì họ có tòa building và có luôn cả cái dạng bungalow nhìn ra vườn, hoặc là giường đôi giường đơn trong cái tòa nhà building này. Đây là cái sảnh ở phía trong, thì chúng ta sẽ đi vào đây ở phía dưới tòa nhà building thì mình lên mấy bước nữa thì mình sẽ vào được cái spa ở đây. Và mình sẽ ghé vào thăm phòng toilet giường đôi và giường đơn thì có dạng nhìn ra vườn và nhìn biển. Ở đây là mình nhìn ra vườn này. Cái này là giường đơn, hai người, phù hợp cho hai người. Thì giá sẽ dao động tùy theo mùa khác nhau của quý anh chị và các bạn ạ. Và đây là phòng giường đôi. Này thì mình sẽ rộng hơn, mình hướng ra vườn. Và mình sẽ nhìn ra được mặt biển ở phía đằng xa kia. Sàn gỗ, tường thì sơn cũng theo cái gu màu tông màu nâu, nâu vàng đó. Và toilet thì rất là sạch sẽ. Và mình sẽ đi lên phía trên nữa ha, coi thử trên này mình khám phá xem có cái gì. Dọc đường đi hành lang thì có những cái bức tranh rất là đẹp. Ở đây bồn tắm thì mình sẽ tắm bồn tắm đứng ngoài sen ạ. Và đây là cái khung cảnh từ ở dưới tòa building này mình nhìn ra phía trước.
mình sẽ đi vào tham quan cái phòng spa, khu vực spa ở đây khá là đẹp và rất là lịch sự ạ. Ở đây thì spa thì sẽ có cái phòng xông hơi khô, phòng được trang trí nhã nhặn và vô rất là thích ạ. Đây là từ ở trong spa mình đi ra ngoài lại, mình đi qua công viên. Và đây là menu về cái massage và spa ở đây. Thì quay lại để giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn để mình tham khảo về giá. Và mình sẽ đi tiếp, mình sẽ ngang qua cái khu vực nhà hàng. Thì cái nhà hàng này mình sẽ nhìn ra được biển và cảnh hoàng hôn, và phục vụ khá là nhiều món ăn quốc tế cũng như là hải sản tươi ngon đặc trưng của Mũi Né. Và khi mà cô chú anh chị và các bạn mình đến đây, mình sẽ được thưởng thức các món ăn ngon của địa phương và đồ uống giải khát theo cái phong cách của người dân Mũi Né và những cái món ăn đặc trưng khác của quốc tế. Và Tiso đang đi ngang qua khu vực hồ bơi. Và từ hồ bơi này thì chúng ta sẽ đi thẳng ra được bờ biển. Thì cô chú anh chị và các bạn thấy là bờ biển rất là êm và cát rất là mịn. Và đây là cái hồ bơi cũng nằm gần ở phía biển luôn. Và mình sẽ đến tham quan một cái phòng khác ở đây, đó là phòng bungalow nhìn ra vườn và phù hợp cho hai người. Thì cô chú anh chị và các bạn mình sẽ đi vào phía trong, mình nhìn thấy là có một cái giường đôi và có một cái phòng, một cái ghế để đọc sách ở đây. Và nói chung là cái cảnh ở đây nó khá là đẹp, phòng ốc sạch sẽ và có cái mùi hương thơm của thiên nhiên, mùi của gỗ rừng đó, rất là dễ chịu. Và mình sẽ đi vào phía trong coi cái toilet của cái phòng bungalow thì nó sẽ như thế nào. Đây ạ, thì cô chú anh chị và các bạn mình nhìn thấy ha, phòng tắm thì gần gũi với lại thiên nhiên. Và tắm đứng. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ cho Tiso. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái clip lần sau.